xe điện Trung Quốc phát nổ, bay lên cả 5 mét. Video cho thấy xe ô tô điện màu trắng Made in China đang sạc điện thì bất ngờ phát nổ, gây ra tiếng động lớn và khiến chiếc xe bị bắn lên không trung theo phương thẳng đứng, cách mặt đất khoảng 5 mét. Một bộ phận của chiếc xe văng ra ngoài, khói trắng nghi ngút xung quanh hiện trường, khiến nhiều người chứng kiến một phen khiếp vía. Được biết đây là một dòng xe của hãng BYD Auto. Vụ việc trên không phải là trường hợp đầu tiên xe ô tô điện của anh bạn hàng xóm phát nổ. Một số video lan truyền trên mạng còn cho thấy những vụ nổ xảy ra khi xe đang chạy trên đường. Một chiếc ô tô điện đang di chuyển đã phát nổ ngay sau khi va chạm với biển chỉ dẫn. Có thể thấy phần phía trước của xe đã vỡ nát thành những mảnh vụn, trong khi phần còn lại bốc cháy dữ dội. Đây là phần còn lại sau khi chiếc xe phát nổ, không rõ người lái xe có kịp thoát thân không. Thậm chí không cần phải va chạm, xe điện Trung Quốc có thể bốc cháy ngay cả khi đang dừng đổ. Trong video, một chiếc ô tô điện đang nổ đùng đùng liên tiếp như bắn pháo hoa. Những vụ nổ này khiến người ta không khỏi liên tưởng tới những vụ đánh bom của ISIS. Sau khi video về những vụ nổ này được lan truyền trên mạng, nhiều người để lại bình luận như xe Made in China đã cải tiến thêm chức năng bay cao 5 mét. Điều này thật sự khiến tôi phải xem xét lại mọi việc liên quan đến xe điện. Tôi không muốn bị tan nát thành từng mảnh sau một vụ tai nạn giao thông nhỏ, bị thiêu rụi trong ngọn lửa và nằm rải rác trên mấy ngàn mét vuông.